Vâng, thưa quý vị, là năng suất sụt giảm do điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, đầu ra lại bấp bênh, khiến cho việc canh tác nhiều loại cây trồng dài ngày tại Tây Nguyên đang trở nên khó khăn. Để lấy ngắn nuôi dài, tại nhiều địa phương, nông dân đã chuyển hướng sang mô hình trồng xen canh các loại cây trồng ngắn ngày trong các diện tích cây trồng công nghiệp dài ngày. Một ví dụ có thể kể đến là mô hình trồng xen cây chuối ở trong vườn cao su. Nhờ áp dụng tiêu chuẩn canh tác sạch Việt Gáp mà mô hình trồng xen này đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương. Ngay sau đây là ghi nhận tại huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những trang trại trồng chuối trong vườn cao su lớn nhất trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Cây cao su là loại cây công nghiệp lâu năm với chiều cao trung bình từ 15 tới 20 mét. Khi cây chuối được trồng xen trong vườn cao su, cây cao su sẽ trở thành những tường rào bảo vệ cây chuối khỏi gió bão. Điều đặc biệt là các diện tích trồng chuối tại đây đều được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Để đầu tư trồng chuối thì chúng tôi đã làm theo định hướng, làm theo cái mô hình quản lý chất lượng của Việt Gáp. Thứ nhất là chúng tôi hạn chế tối đa sử dụng thuốc hóa học và chỉ sử dụng phân hữu cơ và phân vi sinh để chăm bón cho cây. Vùng trồng chuối Việt Gáp vốn là vùng canh tác cây cao su lâu năm, đất cằn cỗi, bạc màu. Vì vậy, anh Trường đã tiến hành cải tạo đất bằng phân bón theo quy trình nghiêm ngặt, không dùng phân vô cơ và hóa chất, kết hợp với giải pháp che phủ tự nhiên bằng lá chuối. Lá chuối già sau khi cắt bỏ được xếp phủ trên mặt đất và quanh gốc cây. Thời gian lớp lá này che phủ trên mặt đất đủ lâu để khiến cho cỏ dại chết vì không thể quang hợp do không được tiếp xúc với ánh nắng. Đồng thời, lá chuối cũng tạo thành một lớp che phủ, tránh rửa trôi và xói mòn dinh dưỡng nếu có mưa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ che phủ, lá chuối phân hủy thành nguồn phân bón tự nhiên. Trước đây thì đất càng ngày nó càng bị bạc màu. Nhưng sau một năm chúng tôi cải tạo đất và đã trồng cây chuối này thì cây đã phát triển rất là mạnh. Và đất tơi xốp và cái khả năng chịu sâu bệnh của cây khá là tốt. Song song với việc cải tạo đất, anh Trường cũng đặc biệt lưu ý tới việc duy trì độ ẩm 80% cho đất trồng chuối bằng công nghệ tưới phun mưa. Với công nghệ này, ở mỗi điểm tưới có thể tưới tiết kiệm cho diện tích lên tới 1 hecta. Với hệ thống tưới này cho cái diện tích 60 hecta này, một ngày bọn tôi dùng hết khoảng độ 300 đến 500 mét khối cho một ngày. Công nghệ cũ thì nó sẽ phải gấp đôi lên khoảng 1.000 khối nước trên một ngày. Với phương pháp canh tác tiết kiệm cả về nhân công lẫn chi phí và hoàn toàn không có hóa chất, sản phẩm chuối Việt Gáp của anh Trường vừa được tiêu thụ tốt trong nước, vừa có thể xuất khẩu, giúp đem lại nguồn thu khoảng 150 triệu đồng một hecta sau khi đã trừ đi các chi phí. Thưa quý vị, rau má từ lâu được biết đến là một loại rau dân dã và có nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe. Sinh tố rau má, nước ép rau má được dùng rất phổ biến để làm nước giải khát và có tác dụng là thanh nhiệt giải độc. Thấy được tiềm năng từ loại cây này, một kỹ sư nông nghiệp ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã đưa cây rau má lên giàn trồng theo phương pháp thủy canh và thu về hiệu quả cao. Vườn rau má thủy canh của kỹ sư nông học Võ Thanh Beo rộng 700 mét vuông. Nếu trồng theo phương pháp truyền thống chỉ hái được lá thì giờ đây trồng theo phương pháp thủy canh, anh Beo còn thu hoạch được cả dây, củ và rễ rau má. Ví dụ như ngoài chợ nó bán 35 ngàn, 30 ngàn, anh có thể bán 25 ngàn. Mình làm sao mình đưa, hoặc là mình bán bằng cái giá đó, mình đưa cái rau sạch của mình xuống cho cái người tiêu dùng thấp nhất để họ tiếp cận được. Với phần nữa là anh tự pha dinh dưỡng, cái dưỡng chất tự anh pha luôn. Cho nên anh đỡ được con cái khâu đó, anh không cần phải mua. Trồng theo phương pháp thủy canh còn giúp nhà vườn tiết kiệm diện tích trồng và tránh khả năng nhiễm sâu bệnh vì được trồng trong nhà kín. Đó là cái rau má này á, thì nó sẽ có cái ưu điểm á. Thứ nhất là nó sẽ dễ trồng và nó là cây chịu nhiệt. Ví dụ như thời tiết nắng nóng này nó đang thích nghi nè. Mà nếu như mình trồng ở dưới đất á, thì cái rau má mình nó phát triển rất là chậm. Cho nên anh mới nghiên cứu, anh đưa nó lên trồng thủy canh theo cái quy trình, cái dinh dưỡng của bên cái công nghệ cao.
Ngoài ra, khi trồng theo phương pháp thủy canh, nhà vườn còn chủ động quản lý được hàm lượng dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng, giảm thiểu sự hao hụt, hạn chế được hàm lượng kim loại nặng trong đất, từ đó tăng được chất lượng của cây. Mỗi ngày, vườn anh Bèo bán ra khoảng 100 kg rau má tươi. Mỗi kg được bán với giá 30.000 đồng. Trung bình mỗi tháng, từ việc bán rau má tươi, anh Bèo thu về khoảng 90 triệu đồng. Trong thời gian sắp tới, anh Bèo dự định sẽ mở rộng diện tích trồng trọt để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, là hơn 3.500 lít thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cấm sử dụng tại Việt Nam vừa được ngành chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện và thu giữ mới đây. Kết quả sau khi kiểm đếm, đoàn kiểm tra thu giữ với tổng khối lượng trên 3.600 lít và 94 kg thuốc bảo vệ thực vật có chứa hai hoạt chất cấm sử dụng tại Việt Nam là hoạt chất chlorpyrifos ethin và glyphosate. Đại lý thuốc bảo vệ thực vật này do ông Nguyễn Văn Anh làm chủ kinh doanh tại xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm và đề xuất chuyển cho cơ quan công an tỉnh Gia Lai để điều tra xử lý theo quy định. Hôm qua, ngày 11 tháng 11, Công an huyện Hạ Hòa của tỉnh Phú Thọ phối hợp với đội quản lý thị trường số 3, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật của huyện Hạ Hòa đã tiến hành kiểm tra kho hàng của ông Nguyễn Văn Dũng tại xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa. Qua kiểm tra thì đã phát hiện hơn 2 tấn thuốc bảo vệ thực vật đã bị cấm sử dụng. Tại kho hàng của ông Dũng, khi kiểm tra có trên 2 tấn thuốc bảo vệ thực vật với các nhãn hiệu như Địch Bách Trùng 90SP, thuốc trừ cỏ không chọn lọc, Lagood 276SL và các loại thuốc trừ sâu nhãn hiệu Monitor 40EC, Ofatox 400EC và nhiều thuốc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đây đều là các thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất độc hại, ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng, nên đã bị cấm sử dụng và lưu hành tại Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng trên và tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những năm gần đây thì tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt tại thủ đô Hà Nội thỉnh thoảng lại tái diễn, không chỉ là đang gây sức ép về môi trường cho các quận nội thành mà cả ở các xã ven đô cũng chịu chung những hệ lụy đó. Việc mà xử lý rác thải tập trung nếu như không được triển khai nhanh thì sẽ gây ô nhiễm nặng môi trường thủ đô. Đây cũng là thách thức rất lớn khi mà cho các xã xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là với việc gìn giữ tiêu chí môi trường, ghi nhận của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Nhà ông Long ở thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Căn bếp ngày nào cũng đầy ruồi nhặng như thế này. Để xử lý ruồi, ông đã sử dụng nhiều mảng bẫy và kết quả sau nửa ngày đã thu được chừng này ruồi. Giờ mình cứ cần bê mâm bát ra cái là ruồi đó nó bâu vào mất rồi, bởi nó kinh khủng luôn. Nhà nào giống nhà nào thế này thì kiểu gì rồi cũng sẽ mắc những cái dịch. Nhà ông Duyệt cũng tương tự. Cả khu nhà và bếp ăn lúc nào cũng kín đặc ruồi. Đến mình người lớn còn đau đầu, vốn chi trẻ con gây ra là dị ứng này, ho này. Mẹ tôi và cháu tôi đã phải đi sơ tán từ sáng, không dám ở nhà nữa. Đấy vì là ảnh hưởng, sợ ảnh hưởng. Tất cả thành phố Hà Nội đưa rác hết về đây. Tất cả các loại rác, rác y tế rồi, rác sinh hoạt rồi. Các loại động vật chết, các thứ là đưa hết về đây. Lâu rồi nhưng mà kiến nghị nhiều lượt nhưng mà vẫn không ăn thua gì. Nguyên nhân của tình trạng trên là do bãi rác thải Nam Sơn nằm gần khu dân cư. Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường từ khu bãi rác thải Nam Sơn nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tới thời điểm này, để hạn chế ô nhiễm, thành phố Hà Nội đang tiến hành xây dựng một nhà máy xử lý rác, trong đó đưa rác thải vào làm nguyên liệu làm nhiệt điện. Tuy nhiên, do chưa hoàn thành công trình và đưa vào vận hành, nên tình trạng ô nhiễm ở các thôn ven khu bãi rác này vẫn chưa thể chấm dứt. Đây không chỉ là điều đáng quan tâm của các xã có khu xử lý rác tập trung, mà còn là vấn đề của tất cả các xã khi xây dựng nông thôn mới. Là vấn đề cái môi trường, cảnh quan môi trường của khu nông thôn là phải được chú trọng. Nói giống như vậy, nhưng đang nói ở đây đó, đây là những tiêu chí động. Cho nên là đang nói các địa phương phải phát động phong trào thường xuyên hàng tuần để là vệ sinh môi trường nông thôn, là bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn, để thực sự sau khi cái thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thì mỗi miền quê của thủ đô Hà Nội đều là cái miền quê đang sống. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường,
nhiều xã ở thành phố Hà Nội đã thực hiện các giải pháp như cộng đồng cùng bảo vệ môi trường, vận động các tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc để tôn tạo chỉnh trang đường làng ngõ xóm, dọn dẹp vệ sinh trong thôn xóm. Cùng với đó là triệt để thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt về đúng nơi quy định, đi xử lý tập trung. Những giải pháp này sẽ phần nào giảm bớt ô nhiễm môi trường ở cả các xã thuần nông và các xã có các làng nghề, từ đó góp phần đảm bảo môi trường trong lành cho người dân.